Hello mọi người, bây giờ cũng đã buổi trưa rồi, chúng ta sẽ coi mình có còn món gì để mình làm buổi trưa không nhé. Cuối cùng thì chiếc tủ lạnh là một cái nơi mà no đủ nhất trong những ngày của chị này. Hôm nay chúng ta còn là sườn cốt heo nha mọi người. Cái món này thì chúng mình sẽ làm một món gì nữa. Chúng ta sẽ nấu một món gì đó. Với mình thì món này chắc là mình sẽ làm một cái món nướng thôi. Món nướng. Rồi, chúng ta cùng vào bếp nhé. Thịt cốt lết này sau khi chúng ta đã đông thì chúng ta sẽ ướp với gia vị nè. Ướp như thế nào mà theo khẩu vị của từng gia đình nè. Sườn này để mà cho nó được mềm thì chúng ta nên dần. Và ướp với gia vị cho một ít mật ong vào thì thịt nó sẽ mềm hơn nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ bật cái nồi mà chiên không dầu lên. Chúng ta đợi cho khoảng 10 phút để cho cái nồi nó nóng lên ha. Sau đó chúng ta xếp thịt vào đây. Mọi người sẽ xếp thịt theo trải đều một lớp thôi nhé. Mình có thể để thêm một số gia vị tỏi hay gì đó vào để mình nướng nha. Thì ở đây nhiệt độ của mình đang chỉnh là 180 độ và mình đang chỉnh cái khung thời gian là 5 phút. Thì sau khi 5 phút thì chúng ta sẽ mở ra kiểm tra thịt như thế nào. Và đây cũng là lúc chúng ta nên trở đều thịt và mặt trở lại để cho thịt nó sẽ chín nhanh hơn và nó sẽ chín mềm hơn nhé. Sau khi chúng ta đã trở các thịt trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nướng và thời gian còn lại thì khoảng tầm 5 phút thì nó đã chín rồi chị. Mình không nướng lâu quá thì thịt sẽ bị khô và sẽ không còn độ ẩm nữa nhé. Wow, thế là cái bát thịt đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành. Những phần thịt như chị thấy là rất là vàng và rất là thơm nhé. Yeah, trông bắt mắt quá cả nhà ơi. Bắt đầu cảm giác là thấy đói bụng rồi. Cũng ráng chờ đến một mẻ thịt thứ hai để chúng ta bắt đầu để dùng bữa trưa nhé. Và chúng ta sẽ xếp những phần thịt còn lại vào trong cái mẻ nướng kế tiếp nha anh chị. Cũng đến lúc Nhịp Sống Sài Gòn xin mến chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào.